Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi tin tức trên kênh Tin Nóng Đất Việt. Kênh Tin Nóng Đất Việt luôn cập nhật những thông tin thời sự nóng hổi trong nước và quốc tế trong 24 giờ vừa qua. Quý vị đừng quên ấn chia sẻ kênh và để lại bình luận phía bên dưới của video này nhé. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý trong ngày. Đau lòng lắm, xót xa lắm, hàng loạt cán bộ cấp cao vẫn phải cho vào lò. Xem xét kỷ luật hiệu trưởng bị phụ huynh tố bớt xén thức ăn của học sinh. Nghị sĩ Đức mất chức vì bê bối mua bán khẩu trang Trung Quốc. Đau lòng lắm, xót xa lắm, hàng loạt cán bộ cấp cao vẫn phải cho vào lò. Quý vị thân mến, lãnh đạo Đảng, Nhà nước day dứt đau xót vì phải kỷ luật đồng chí mình. Tổng vì sao người dân cho rằng khá nhiều trường hợp xử lý của cơ quan chức năng chưa đạt được mức độ răn đe của các đối tượng vi phạm, đặc biệt là ý thức kỷ luật rút kinh nghiệm. Đại bộ phận dân chúng đồng tình ủng hộ chủ trương chống tham nhũng, không có vùng cấm, không gãi từ vai trở xuống mà Trung ương, Tổng Bí thư, các cơ quan Đảng, Nhà nước đang tiến hành. Người viết từng nêu ý kiến vì sao có những đơn vị chưa bao giờ bị chất vấn trước Quốc hội. Có lẽ ý kiến đó cần phải xem lại, không bị chất vấn không có nghĩa đó là vùng cấm. Sau vụ kỷ luật Thiếu tướng Hoàng Công Hàm là khởi tố và bắt tạm giam nguyên Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa là xem xét kỷ luật ông Trần Quốc Cường, nguyên Thiếu tướng, hiện là Ủy viên Trung ương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Vậy có phải cuộc chiến chống nội xâm đã vào guồng? Ngày 5 tháng 3 năm 2018, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đóng góp ý kiến vào dự thảo luật phòng chống tham nhũng, sửa đổi do Thanh tra Chính phủ soạn thảo có những điều mà dân chúng thấy lạ. Tường thuật phiên họp, báo thanh tra.gov.vn có viết: với cách thức xử lý cụ thể về tài sản, thu nhập không giải trình được, nhóm nghiên cứu có hai loại ý kiến. Loại thứ nhất, nhiều ý kiến tán thành với quan điểm của Chính phủ là xử lý thông qua thu nhập thuế cá nhân với mức thuế suất là 45%. Loại ý kiến thứ hai cho rằng có thể áp dụng chế tài xử phạt của nhà nước theo hướng tài sản này sẽ bị tịch thu một phần. Tài sản không giải trình được hoặc là bị thu thuế 45% hoặc là bị tịch thu một phần, không thấy nhóm nghiên cứu cài thêm điều kiện gì về số tài sản còn lại. Nếu thế thì sau khi bị thu thuế hay bị tịch thu một phần, số còn lại sẽ trở nên hợp pháp. Người dân đồng tình ủng hộ Tổng Bí thư và Trung ương thực hiện chiến dịch lò nóng và cùi tươi. Thế nhưng tại sao người dân không chỉ cảm nhận trên nóng dưới lạnh mà còn thấy ngày càng rõ nét tình trạng giữa heo may? Heo may nghĩa là không nóng cũng chả lạnh, nghĩa là mát vừa đủ để ngủ ngon. Bầu không khí nóng quá hoặc lạnh quá, con người đều mất ngủ, chỉ có bộ phận heo may nằm ở đâu đó trên và dưới là cứ mát cứ ngủ ngon. Phải chăng đây là xu thế đang có chiều hướng lan tỏa? Vấn đề là dự thảo luật do cơ quan thuộc Chính phủ soạn thảo, cơ quan này trên dân mà dưới nhiều cơ quan khác nên thuộc nhóm giữa. Có phải vì thế nên cần heo may một tí, gọi là chừa con đường sống cho nhóm không giải trình được? Xin dẫn hai sự kiện trái ngược 100% theo độ heo may thì cũng dứa. Sự kiện thứ nhất liên quan đến luật phòng chống tham nhũng như đã nêu trên. Theo quy định pháp luật, người dân kinh doanh hàng hóa không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 40 triệu đồng, đồng thời còn hình thức xử phạt bổ sung. Tịch thu tang vật đối với hành vi vi phạm. Tịch thu phương tiện là công cụ, máy móc hoặc vật khác được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm. Thông tin được công bố cho thấy, Hà Nội tịch thu gần 100 chiếc iPhone không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đắk Lắk tịch thu số lượng lớn mỹ phẩm không rõ. Hà Nội tịch thu gần 30.000 lít rượu không rõ nguồn gốc. Như vậy, với dân, cứ không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ hàng hóa là phạt, là tịch thu tang vật và phương tiện liên quan. Thế nhưng, quan chức thuộc diện kê khai tài sản không chứng minh được nguồn gốc hoặc kê khai không trung thực tài sản, thu nhập dự kiến lại chỉ bị thu thuế 45% hoặc tịch thu một phần, có phải là luật do dân mà lệ cho quan? Liệu có phải đây là cách sử dụng luật pháp để hợp pháp hóa tài sản bất minh của những người có nghĩa vụ kê khai, chủ yếu là quan chức các cấp? Để phòng chống tham nhũng, chính sách cần phải tạo ra cơ chế, ngăn ngừa, trong đó vấn đề quan trọng nhất là bịt các lỗ hổng về quy phạm pháp luật. Hoàn toàn chính xác khi cho rằng, để chống tham nhũng, chính sách, điều đầu tiên và quan trọng nhất là phải làm sao để các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là các đạo luật, không có lỗ hổng. Báo chí và không ít chính khách, luật gia đã nêu ý kiến về điều này. Chẳng hạn, đánh thuế 45% tài sản bất minh, khoác áo hợp pháp cho những tài sản tham nhũng. Thu thuế 45% tài sản bất minh, liệu có tiếp tay với tham nhũng? Đánh thuế 45% tài sản bất minh sẽ mở đường rửa tiền. Tài sản, thu nhập không giải trình được
tức là không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ, tức là không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, đó chỉ có thể là tài sản bất minh. Có ý kiến cho rằng cách thức xử lý như dự thảo của thanh tra chính phủ đệ trình nếu được thông qua sẽ mặc nhiên tạo hành lang pháp lý để những cá nhân, tổ chức tham nhũng cứ tiếp tục tham nhũng. Việc tìm cách hợp pháp hóa tài sản bất minh bằng con đường luật hóa liệu chỉ giống như tham nhũng chính sách hay thực sự là tham nhũng chính sách? Phòng chống tham nhũng là chủ trương đã được Trung ương đề xuất từ nhiều năm trước. Cụ thể hóa chủ trương đó là việc xây dựng một chính phủ minh bạch, kiến tạo, liêm khiết. Thế nào là một chính phủ minh bạch, kiến tạo, liêm khiết? Theo suy nghĩ của người dân, một chính phủ minh bạch, kiến tạo, liêm khiết phải đảm bảo chủ trương, đường lối, chính sách trước hết phải hợp lòng dân, muốn thế phải minh bạch với dân, phải phù hợp với hoàn cảnh của đất nước, các chuẩn mực quốc tế. Bộ máy chính phủ từ trung ương xuống địa phương phải luôn chủ động, sáng tạo, quan trọng nhất là khả năng tự báo, nói khác đi là tầm nhìn về chiến lược, về kinh tế, xã hội, an ninh quốc gia trong nhiều năm chứ không chỉ trong nhiệm kỳ. Đội ngũ cán bộ, công chức, tất cả các cấp phải thượng tôn pháp luật, phải có đủ học vấn để tiếp thu kiến thức mới, đủ năng lực xử lý các tình huống đột xuất. Riêng người đứng đầu cần đủ liêm chính để biết khi nào thì cần từ chức, khi nào thì cần trao quyền lực cho thế hệ kế cận. Việc đóng dấu mật vào hợp đồng kinh tế giữa một doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân vụ Mobifone mua AVG có phải là minh bạch? Việc có tới 5 bộ và cơ quan ngang bộ, văn phòng chính phủ, thông tin và truyền thông, kế hoạch và đầu tư, công an, tài chính cùng tham gia vào hợp đồng mua bán giữa Mobifone và AVG có phải là kiến tạo, có phù hợp với chủ trương một cửa được đưa ra từ nhiều năm hay không? Nếu không có sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Bí thư, nguy cơ tài sản công mất hàng nghìn tỷ đồng chỉ trong một hợp đồng kinh tế có cho thấy sự liêm khiết của một cán bộ trong những đơn vị liên quan đến thương vụ mua bán này. Sự kiện thứ hai như đã nói, ngược hoàn toàn với sự kiện thứ nhất. Hai bộ Tài chính và Nội vụ không đồng thuận với quy định ghi tại khoản 23 điều 1 dự thảo luật giáo dục sửa đổi khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đệ trình Quốc hội dự thảo này. Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Bộ Nội vụ để trình Chính phủ, trình Quốc hội phương án tổng thể về tiền lương và phụ cấp của nhà giáo. Còn Bộ Nội vụ đề nghị không quy định tiền lương của nhà giáo tại khoản 23 điều 1 dự án luật. Nghị quyết số 29 NQTW của Ban chấp hành Trung ương ban hành ngày 4 tháng 11 năm 2013 do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký tại khoản 1 mục 1 ghi. Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội. Mục 3, nhiệm vụ và giải pháp. Khoản 6 ghi, lương của nhà giáo dục ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc, theo vùng. Tìm hiểu trong điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng thông qua. Thứ nhất, lãnh đạo hai bộ Nội vụ và Tài chính có cần chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng khi phản biện luật giáo dục. Thứ hai, tổ chức Đảng và đảng viên được giao nhiệm vụ xem xét dự thảo luật giáo dục có cần phục tùng Đại hội đại biểu toàn quốc và Ban chấp hành Trung ương. Nêu hai câu hỏi này bởi nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương do Tổng Bí thư ký ghi rõ. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Vậy tại sao Bộ Nội vụ lại yêu cầu Quốc hội phải chờ đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp rồi mới xem xét? Ý kiến của Bộ Nội vụ có nghĩa là ngành giáo dục không được phép được ưu tiên đi trước như đã nêu trong nghị quyết của Trung ương. Bằng ý kiến của mình, hai Bộ Nội vụ và Tài chính đang thực hiện nghiêm chỉnh điều lệ Đảng và nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương hay ngược lại? Ý kiến phản biện tại Quốc hội về dự thảo luật giáo dục phản ánh chính xác quan điểm của hai Bộ Nội vụ và Tài chính hay chỉ là ý kiến của một số cá nhân được giao nhiệm vụ soạn thảo? Trách nhiệm của người duyệt và trình bày quan điểm đó trước Quốc hội đến đâu? Nếu các ban, ngành của Đảng khẳng định quan điểm của hai bộ này trái với nghị quyết Trung ương và không tuân theo điều lệ Đảng thì cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc hay sẽ bỏ qua. Muốn giành thắng lợi cuộc chiến chống tham nhũng có chủ trương, chính sách đúng chưa đủ, cần phải có một đội ngũ cán bộ đủ tâm và đủ tầm. Đội ngũ đó phải giữ gìn sự đoàn kết như giữ gìn con người của mắt mình. Một đề xuất có lợi cho cán bộ thì cố đưa vào luật, một đề xuất quan tâm đến hàng triệu nhà giáo thì bị đề nghị tạm dừng. Thế thì những đơn vị liên quan thuộc chính phủ đang phục vụ ai? Những gì mà thanh tra chính phủ, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đề xuất tại Quốc hội có nên được đánh giá khách quan, có nên được Trung ương xem xét để không lặp lại?
xem xét kỷ luật hiệu trưởng bị phụ huynh tố bớt xén thức ăn của học sinh. Quý vị thân mến, ông Nguyễn Văn Hưng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Quảng Ngãi thuộc Quảng Ngãi cho biết, đang xem xét đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố về việc xử lý các sai phạm của một hiệu trưởng trường mầm non trên địa bàn. Trước đó, nhiều phụ huynh đã phản ánh đến cơ quan chức năng cho rằng trường mầm non Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi do bà Võ Thị Dung làm hiệu trưởng đã tự ý cắt xén bữa ăn của học sinh. Bởi theo thực đơn được niêm yết, thì bữa ăn hàng ngày của trẻ thường có 3 món chính để đảm bảo chất dinh dưỡng cần có. Nhưng thực tế thì chỉ có một món chính là thịt gà với nước cam. Bức xúc vì nhà trường tự ý cắt giảm phần ăn của trẻ, phụ huynh đã gửi đơn lên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ngãi tố cáo sự việc và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra. Ông Hưng cho biết, qua kiểm tra thì phát hiện nhà trường có một số sai phạm khi lạm dụng chủ trương xã hội hóa trong một số khoản thu. Trong đó có việc thu và sử dụng không đúng mục đích nhiều khoản tiền. Nhiều khoản thu có số dư lớn nhưng nhà trường không điều chỉnh mức thu, không báo cáo cho phụ huynh. Việc phân công cấp dưỡng, phụ trách lớp học sai quy định. Về phản ánh của phụ huynh cho rằng nhà trường đã cắt xén bữa ăn của học sinh thì ông Hưng nói chưa đủ căn cứ để kết luận có sai phạm. Việc hiệu trường giảm số lượng món ăn xuống mà không thông báo cho phụ huynh là sai. Cũng bởi do tình hình mưa lũ, việc cung ứng thực phẩm thiếu một số loại rau xanh cũng như món ăn nên nhà trường đã cắt giảm một số món, tăng lượng thịt gà lên. Và việc này không ảnh hưởng đến hàm lượng chất dinh dưỡng hàng ngày của học sinh. Qua kiểm tra, đối chứng hóa đơn mua thực phẩm thì không có sự chênh lệch so với trước đây, ông Hưng thông tin. Về phương pháp xử lý, ông Hưng cho biết đây là những sai phạm trong xã hội hóa, là sự thỏa thuận giữa ban giám hiệu với phụ huynh. Do đó, hai bên có thể ngồi lại với nhau để thống nhất. Có thể, nhà trường sẽ phải hoàn lại số tiền đã thu của phụ huynh. Còn về xử lý trách nhiệm của hiệu trưởng, ông Hưng nói đã yêu cầu bà Dung nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Đồng thời, Phòng Giáo dục cũng đang xem xét đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ngãi hướng xử lý kỷ luật đối với hiệu trưởng. Trường hợp sai phạm nhẹ thì điều chuyển đến nơi khác công tác, còn nặng thì kỷ luật cảnh cáo. Bởi trong trường hợp này, phòng chưa phát hiện các sai phạm liên quan đến quản lý nhà nước mà chỉ là vấn đề xã hội hóa. Trường hợp có sai phạm nghiêm trọng thì đã mời công an vào cuộc làm rõ, ông Hưng nói thêm. Nghị sĩ Đức mất chức vì bê bối mua bán khẩu trang Trung Quốc. Quý vị thân mến, một nghị sĩ Đức đã tuyên bố từ chức và rời chính trường sau khi bị cáo buộc thu về hàng trăm nghìn đô la Mỹ từ loạt thương vụ mua khẩu trang chống dịch COVID-19 với một công ty Trung Quốc. Nghị sĩ Nicolas Lobel của đảng CDU trong liên minh cầm quyền của Đức sẽ từ chức và không ra tái tranh cử nhiệm kỳ kế tiếp vì ông bị vướng vào bê bối liên quan tới các thương vụ mua khẩu trang chống dịch COVID-19 từ công ty Trung Quốc. Khi đại dịch lây lan ở Đức, công ty do ông Lobel làm chủ đã trở thành trung gian cho các thương vụ giữa một nhà sản xuất khẩu trang Trung Quốc và các công ty y tế ở các thành phố Heidelberg và Mannheim. Những hợp đồng này được cho đã mang về cho ông Lobel, 34 tuổi, khoản tiền 298.000 đô la Mỹ, theo The Spiegel. Ban đầu, ông Lobel tuyên bố các thương vụ này là phù hợp với thị trường. Tuy nhiên, sau đó ông đã đối mặt với hàng loạt lời kêu gọi từ chức. Tới ngày 7 tháng 3, ông thông báo rằng sẽ rút khỏi chính trường vào cuối tháng 8 và rút khỏi đảng CDU và đảng chị em CSU ngay lập tức. Là một thành viên Quốc hội Đức và có thể đại diện cho quê nhà Mannheim, tôi có một vinh dự lớn lao và nghĩa vụ đạo đức đặc biệt. Tôi chịu trách nhiệm về hành động của mình và rút ra những hậu quả chính trị cần thiết, ông Lobel cho hay. Thông báo từ chức và rời chính trường vào tháng 8 của ông Lobel không làm vừa lòng các đối thủ của ông. Những người đã yêu cầu ông từ chức ngay lập tức. Sau cuộc họp vào chiều ngày 7 tháng 3, đảng CDU đã yêu cầu ông hoàn thành việc rút lui khỏi tất cả các vị trí và nhiệm vụ vào cuối tháng 3. Ông Lobel không phải là chính trị gia CDU đầu tiên bị vướng vào bê bối liên quan tới khẩu trang. Georg Nasonlai, một nhà làm luật, đảng CSU từ Bavaria, từng bị cáo buộc đại diện cho một nhà cung cấp khẩu trang để vận động hành lang chính phủ nhằm kiếm 800.000 đô la Mỹ vào năm ngoái và sau đó ông không đóng thuế cho khoản này. Ông Nasonlai tuyên bố không làm gì sai nhưng sau đó xin rút khỏi vị trí trong nhóm nghị sĩ CDU-CSU và thông báo sẽ không tái tranh cử vào tháng 9.